mới về một con máy Isuzu 88 nghe em. Này thằng mô kinh nè, máy này thì máy nhập cái này. Có lúc đợi sao cho năm trăm luôn các bạn. Mô kinh nghe em. Mô kinh máy này thì máy Nhật luôn. Isuzu 88. Chi tiết cái này cho nè. Con này tính rất là mạnh nha này. Thì nhỏ 8m1, 8m3 chỉ hai người được ha. Đặc biệt là cái neo lên turbo nó còn mạnh thêm nữa các bạn. Cái này nè. Còn mình để zin thì vẫn được. Còn nếu muốn có điều kiện nó lên turbo thì nó tải rất là mạnh luôn ha. Đây còn cái cà phê nhất kim của máy còn nằm dưới luôn nè. Màu nhiều quá. Còn cái nọng phía sau luôn ha. Nọng của bánh đà còn nguyên luôn. Cái nọng phía sau bánh đà lại còn cho máy. Máy Nhật nha. Máy Nhật. Máy Nhật có chịu à. Cái máy liên danh. Thì máy Nhật coi. Có tới da băng. Đây, đi rồi đúng rồi nè. Máy liên danh thì mấy con bốc cát một rồi mới liên danh nè. Mấy con này thì Nhật nguyên con. Đây. 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 Trắng hả? Nó có hai màu thôi các bạn. Cái lốc là màu đen hết. Với bộ diều. Bộ diều thì nó chung với cái chụp cò luôn. Nó màu trắng trắng vậy đó. Còn có cái phần bộ lốc máy thì màu đen. Đây, chỗ cái bộ lửa này nè. Bộ diều còn lớn ha. Bộ diều máy này có 10 lít thôi nè. 12 lít hả? 12 lít. Bộ diều zin cái cà nhất của máy 88 này thì nó 12 lít nha nè. Đúng zin là 12 lít. Còn anh em mình về mình muốn cắt nhỏ lại cũng được. Cắt nhỏ thì nó giảm lại nữa ha. Anh em đi vỏ lại đó, anh em thấy nó dướng díu quá thì anh em sẽ cắt cái bộ diều nó gọn lại. Thì nó sẽ lượng nhất nó bớt lại ha. Còn cái bộ diều zin theo máy là tới 12 lít nhất rồi, rất là lớn. Đây, máy này. Nguyên con zin luôn ha. Đó, máy mới. Hàng bãi nha nè. Các mô kinh Isuzu mình gọi là Isuzu 88 nè. Đó. Gam bầu ha, chiếc bầu bầu này gọi là gam bầu. Rồi clip này thì mình sẽ để phía sau ha, em có nhu cầu thì liên hệ con này liên hệ bên xuất hiện Minh Hiền nha các bạn. Đó, Isuzu 88 đây phía bên hồng á, bên cốc lề nữa các bạn, cốc lề ha. Cái trong này là cái coe coe là zin theo máy là nó cũng có đường liền nha các bạn. Coe hay zin theo máy ha. Này coe nè, coe liền luôn. Còn cái mặt em Isuzu đây bắt lên da băng này nè, có Nhật ha. Các em da băng mà nó bị khòn nên bị khòn bị chuyển nhầm đâu, nó em da băng ha, cái này máy Nhật nha, em da băng thật một kinh, gọi là thật một kinh. Isuzu 88